Mùa thu trở lại, chúng ta cũng trang tâm nhớ đến mùa gốc của mình. Lá còn rụng xuống rồi, nước vẫn chảy ra khơi. Cuộc đời của người phải tìm về cội nguồn sanh trưởng. Đó là tinh thần đạo đức nghìn năm của dân tộc. Chúng tôi một lần nữa hết sức bản thân cá người, thì tinh thần uống nước nhớ nguồn, ám quạt nhớ đèn trồng cây của cả vì đã thể hiện quá đại lễ trai đàn hôm nay. Trong giây phút trang nghiêm của buổi lễ giải quán bạc đồ, tôi mong rằng tất cả các vị gàng lòng hết lòng mình hướng về Đức Phật để dân tâm tổ nguyện giải thoát lúc quả khổ chính vị hương linh. Kính thưa các vị hương linh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ phụ của chúng ta, ngày xưa ngài là một vị hoàng tử sống giữa ngai vàng, điện ngọc vợ đẹp con yêu, phú quý vinh hoa của cuộc đời bước dài. Nhưng bởi ánh sáng trí tuệ, ngài đã sớm nhận rõ được căn thế là phù hoa. Ngài biết được cuộc đời là giả mạo, cho nên mới 19 tuổi ngài đã dứt bỏ ra đi, chọn con đường xuất gia tìm chân lý để cứu độ chúng sinh. Do biết được ý định của Thái tử muốn rời khỏi hoàng cung ra đi tìm đạo, vua tình hoàng thân phụ của ngài cũng đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn bước chân xuất gia của Thái tử. Thái tử Tất Đạt Đa cũng biết rằng cha mình không đồng ý để trình được đi xuất gia, cho nên một hôm đổi trước vua tình hoàng, Thái tử Tất Đạt Đa đã cung kính thưa vị vua cha rằng: kính thưa cha, cha có cách nào làm cho con và tất cả mọi người trẻ mãi không già? Cha có cách nào làm cho con và tất cả mọi người mạnh khỏe mãi không ốm đau? Cha có cách nào làm cho con và tất cả mọi người sống mãi không chết? Và cha có cách nào làm cho con và tất cả mọi người sung sướng mãi không bao giờ đau khổ? Nếu cha giải quyết được những điều con thắc mắc, thì con nguyện giúp khóa ở lại với hoàng cung và từ bỏ ý định xuất gia tìm đạo. Nhưng trái lại, nếu cha không giải quyết được những điều con thắc mắc, xin cha vui lòng cho con chọn con đường xuất gia tìm đạo giải thoát. Trước những câu hỏi của Thái tử Tất Đạt Đa, vua tịnh hoàng tỏ ra vô cùng lúng túng, bởi vì giữa cuộc đời này ai có khả năng làm cho con người trẻ mạnh không già, ai có khả năng làm cho con người mạnh khỏe mạnh không ốm đau, ai có khả năng làm cho con người sống mạnh không chết, và ai có khả năng làm cho con người sung sướng mãi không bao giờ đau khổ? Chính những điều mà Thái tử Tất Đạt Đa đã nêu ra trước vua tịnh hoàng là ngài đã đại diện cho chúng ta để nói lên một sự thật của con người. Sự thật đó, mấy ngàn năm trước cho đến lại mấy ngàn năm sau đi nữa, muôn đời nó vẫn là một sự thật. Dầu ai có tìm cách tránh né, trước sau gì sự thật đó cũng xảy đến với con người chúng ta mà thôi. Trước đại quang minh của Tam Bảo, trong giờ phút thiêng liêng giao cảm của buổi lễ bạc đồ giải quang, các vị hương linh đang lắng nghe những lời dạy của Đức Phật,
Có lẽ giờ đây các vị càng cảm nhận một cách sâu sắc rằng cuộc đời người ta chẳng khác nào như những đóa hoa kia có nở rồi tàn. Mạng sống của người cũng như những trái cây sinh ra từ cành cây, trước sau gì cũng phải rụng xuống mà thôi. Đời người như mặt trời có mọc rồi cũng phải lặn, như trăng tròn thế nào cũng phải phía. Do đó cho nên đối với tiền sống và chết, còn hay mất hợp với ta, việc cuộc đời nó thay đổi một cách nhanh chóng, như mới thấy ban ngày mà đã chuyển qua ban đêm, như có trời mưa phải chuyển qua trời lạnh, như là có mùa đông giá lạnh thì phải có những ngày hè oi bức nóng nực trở về. Vàng sự vàng và tích cuộc đời nó luôn luôn thay đổi, đúng như cụ ông như hầu ngày xưa đã nói, vô thường đến cả sơn khê, tạm thường đến cả hoa kia cỏ này. Bà hiền thanh quan ngày xưa cũng không làm sao tránh qua sự bùi ngùi xúc động khi nhìn thấy sự đổi thay của cuộc sống con người. Lối xưa sẽ ngựa hồn thu thảo, nền cột lâu đài bóng tịch dương đã vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn máu mặt bởi tan thương. Vậy mới đó vàng sự vàng và cái cuộc đời nó luôn luôn thay đổi, từ một quá khứ rồi diễn tiến về với một tương lai. Về quá khứ của mỗi người chúng ta như thế nào? Quá khứ của mỗi con người chúng ta chính là giai đoạn trẻ trung mạnh khỏe. Nhưng tương lai sẽ xảy đến vì con người là ốm đau tật bệnh, là già nua tiểu tì héo mòn. Quá khứ của con người là gần toàn quyến xung họp, tương lai sẽ xảy đến vì con người là giờ phụ biệt ly, người đi kẻ ở, ấm dương hai ngã sẵn sàng từ đối đường. Quá khứ của con người là sự sống, tương lai nhất định sẽ xảy đến vì con người là cái chết. Như vậy sự sống của con người thật quá bất minh, mà cái chết là điều chắc chắn rõ ràng. Bất minh là bởi lẽ tất cả mọi người chúng ta không ai có khả năng đoán biết được rằng đời ta sẽ sống thêm được năm nào nữa đây, đời ta sẽ sống thêm được tháng nào nữa đây, hay là đời ta sẽ sống thêm được ngày nào nữa đây. Cái đó là điều không ai biết được. Những cái điều mọi người biết một cách chắc chắn và không ai chối cãi được, đó là làm người rồi ai cũng phải chết như nhau. Một lần ta đã sanh, một lần ta phải chết. Đời người ta có hai ngày quan trọng, ngày trước là ngày ta sanh, ngày sau là ngày ta chết. Cùng các vị hương linh, kể từ ngày các vị mở mắt chào đời cho đến lúc các vị nhắm mắt ra đi, cùng có vị hương linh mới sinh ra năm bảy ngày vài ba tháng, niềm vui khổ những cuộc đời các vị cũng chưa biết chưa hay. Thế mà trong phút chốc các vị cũng đang nhắm mắt biệt biệt chia lìa, cùng có vị hương linh sinh ra sống được vài ba chục năm, có vị sống được vài tám chục năm, cùng có vị sống đến cả trăm năm. Nhiều trường hợp hí hữu cũng có người ta sống ngoài cả trăm tuổi.
Thế nhưng dầu vài ba chục năm hay 100 năm đi nữa, các vị hướng linh thì biết rằng đời người có sắc rồi phải diệt, cuộc sống này có nghiệp rồi phải tan. Bên này bờ nơi biển hồ, đò âm dương đang chờ sẵn chúng ta. Khắp trần gian ai rồi cũng có một lần đất nước xa xa. Bờ diệt là ba đường vì biển có thế lồ, rồi đấy ai cũng có một lần chào nhau ra đi chẳng hề mày về. Vậy thì khi tất cả các vị hương linh đã hoàn toàn giác tỉnh lại vô thường quân vàng pháp, các vị cũng hiểu được cuộc đời là một biển khổ mênh mông. Mà sách đã có câu rằng biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trầm trèo mà chiếc thuyền chơi, thuyền ái ngược gió ái xuôi gió, ngầm lại cũng trầm biệt thẳng thôi. Dầu ngược nước ấy xuôi dòng, tất cả chiếc thuyền đời đều nhờ chúng ta. Vào đá trong biệt khơi sắc tử, tìm nắm như những làng sóng nghiệp thức lao sao, và đi vào trong dòng sống đau khổ mà thôi. Vậy hơn ai hết, chính trong giây phút thiêng liêng này, các vị hương linh đương theo pháp Phật nhiệm màu, để rồi từ đó bao nhiêu oan ức, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu phiền lụy đắng cay ràng buộc như cánh hồng trần. Chính trong giây phút này, nước bào ái thần của tam bào mà oan gia trái chủ được gọt sạch tiêu tan, bao nhiêu vương vẫn bị rình cho cánh đời từ đấy không còn được. Tâm trí được khai thông thì con đường cầu sự giải thoát nhờ đó mà thành tựu viết mạng. Vậy muốn đạt được điều này, tôi mong tất cả các vị hướng linh bình tĩnh sáng suốt mà quán chiếu một cách rõ ràng. Thời gian năm tháng như một dòng sông được chảy đến vô cùng vô tận, mà đời chúng ta đây là khách lữ hành hành, chỉ được tháp tùng đi đến một đoạn đường ngắn của dòng thời gian ấy mà thôi. Nước sông Hương chảy mãi qua bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng thiền ái có lẽ để trên sông trước sau gì cũng có giờ cũng nhổ neo rời bình ra đi theo dòng nước chảy. Vậy thì rõ ràng ai đã chụp thuyền ghé đến trần gian, ai đã có mặt trong cuộc đời này, trước sau gì cũng có giờ cũng nhổ neo rời bình trần gian mà ra đi. Các vị hương linh đã chụp thuyền ghé đến trần gian, và các vị hướng linh cục đã trùng từ người trước kẻ sau, nhổ neo rời đến trần gian mà ra đi rồi. Vậy điều quan trọng là con đường ra đi của các vị hướng linh giờ này là đường nào đây? Đường về cực lạc tuy xa nhưng quang minh chính đại, nhèo xuống cảnh luân hồi sắc tự thì ngắn nhưng mịt mờ bóng tối lắm. Vậy giữa hai cung đường này các vị hương linh chọn đường nào? Tôi chắc chắn rằng tất cả các vị hương linh sẽ sáng suốt chọn cung đường từ đây về cảnh cực lạc. Ở đó có Đức Phật A Di Đà đứng làm giáo chủ, và ngài đứng duỗi cánh tay vàng chờ đợi tiếp dẫn các vị hương linh. Ngài đứng nhìn xuống các vị vì cặp mắt từ bi vô lượng. Nay các vị hương linh không còn chần chờ gì nữa, hãy nhất tâm hướng về Đức Phật để đồng tâm niệm hồng danh. Nam mô tiểu dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
sự cao thượng giữa đức Phật với các vị hương linh sẽ có kết quả một cách rõ ràng. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, khỏi đồng quyền hướng trầm bay, lễ nhạc ngân vang hòa đồng chúc lời kính cầu nguyện. Hiện tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức chúng tăng, nhân công cầu nguyện ứng trên ba bảo, thẩm hào quang tiếp độ quả cổ chư hương linh, tóc xạ mê đồ siêu sanh tịnh độ. Nam mô sanh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha.